Vàng ở đâu? Lên xe. Trưởng quan, xin xuất trình giấy tờ của anh. Trưởng quan, anh đi được rồi. Nhật Bản chúng ta có câu ngạn ngữ: con cáo gian sản thế nào cũng không thoát được mắt của thợ săn. Ngài Chino, ngài đúng là liệu sự như thần. Tất cả mọi người nghe đây, các người đã không còn đường thoát, mau chóng bỏ vũ khí xuống. Thiếu tá sẽ tha mạng cho các người. Đừng chống cự vô ích nữa. Buông vũ khí đầu hàng mới là con đường duy nhất của các người. Tôi từng nói chiến tranh là việc của đàn ông, nhưng tại sao cô cứ muốn bị cuốn vào đây? Bởi vì tôi là người Trung Quốc. Người Trung Quốc hay do người Trung Quốc ngạo mạn. Bây giờ tôi đếm đến ba, nếu cô không quỳ xuống xin tha mạng thì cô sẽ biết như thế nào rồi đấy. Một, hai. Ba. Các người đứng im. Đứng im. Suốt cuộc anh là ai? Tôi chính là Xích Kim. Không được nổ súng. Khốn kiếp, nghe lời của tôi, bắn đi.
Ngài Chinu, tất cả đã kết thúc rồi. Cẩn thận lựu đạn. Xông lên. Giản Cương, vậy em còn tư cách nói yêu anh nữa không? Với anh, em còn quan trọng hơn cảm xúc của mình. Anh luôn giữ vững chủ nghĩa của mình. Em hiểu. Em hiểu mà. Đồng chí Xích Kim, xin chào. Chino đã biết chúng ta có kế hoạch Xích Kim, nhưng không biết mục đích cụ thể. Chúng ta có thể tập trung mở ra hành động trừ gian, đánh lạc hướng của Chino, đưa tôi vào trong đối tượng ám sát. Thank you.